Truyện ngắn Người giả mạo Antichrist, Ta Thái 1988. Người đàn ông đó nói với tôi, anh là Antichrist. Thản nhiên như lần đầu tiên, chào cô, tôi tên Chris Lord. Có điều lần đầu tiên hắn hơi ngượng ngùng e dè, còn bây giờ thì khác, lạ. Tôi lựa ánh nhìn thản nhiên nhất để nhìn hắn, kéo tấm mình quấn ngang người, rồi không nói không rằng leo ra khỏi giường, đi thẳng về phía cầu thang. Chỉ hơi ngừng lại bên khung cửa kiến để thấy ngoài kia là một màu xám với trời mây vần vũ bất thường. Cầu thang xoắn vòng dẫn xuống tầng dưới. Vứt tấm mền, tôi bước vào khoảng trũng hình vuông trong góc nhà vặn hoa sen và mở nước xối xả vô cái bồn tắm hình vỏ ốc màu xanh dương to tớn. Nước buốt như băng. Tôi đứng ngửa mặt dưới vòi nước hoa sen, rung lập cập từ đầu gối đến răng, teo rút mọi sớ thịt trên người. Khoảng vài phút sau, khi tai mắt đã nhức nhối vì cái lạnh, khi mấy đầu ngón chân không còn cảm giác, tôi đi lần từng nửa bước tới bồn tắm mờ mịt hơi nước, rồi thả người rũ rượi vào miền nước nóng. À, khoái lạc, tôi nhắm mắt, duỗi thẳng và cong quặp 10 đầu ngón chân, quan sát những ý nghĩ như một người bàng quan, phân tích. Đột khùng, tự nhiên cái, anh là Antichrist hả? Hắn khùng thật rồi mà. Mấy lần trước, anh là thằng trộm nữ trang, anh là chủ đồn điền mua bán nô lệ, anh là tên tài xế taxi hay anh là người thủy thủ già, có phải đơn giản không? Mình mặc sức dùng óc tưởng tượng để cuộc vui sau đó thú vị mê ly mới mẻ biết bao. Thích thú lắm chứ khi hắn mút ngón tay mình để vòng nhẫn kim cương trơn tuột, hoặc khi mình ôm chân hắn vang lạy, đừng bán tôi cho người khác, tôi sẽ làm tất cả những gì ông muốn và nhiều hơn nữa. Lãng mạn quá đi lúc chở mình tới nhà hát opera, hắn mê mẩn đôi mi cong tiểu thơ của mình và mình mê mẩn giọng hát trầm hùng bi tráng của hắn. Nhưng mình giàu hắn nghèo, cuộc tình trắc trở với những phức tạp cổ điển như tiểu thuyết. Hoặc khi mình là đứa bé gái mồ côi thích được papa thủy thủ già cho ăn bánh ngọt, ngồi trong lòng nghe ông già kể chuyện đi biển cô đơn thế nào, những cuộc tình sóng gió của ổng, và mình vô tư bảo muốn làm người tình papa. Papa thơm mùi xì gà và có rau cải nhột nhạt. Còn đằng này, sau cuộc vui mệt ngoài người, hình như chưa bao giờ mình đuối sức như đêm qua cả. Hắn chỉ ngừng khi mình thều thào bảo ngưng và sửa soạn khóc lúc hắn lại nhướng người. Hắn mới, anh là Antichrist. Hay hắn khùng thật? Antichrist. Nó đã ở trong thể vật chất rồi. Ảnh hưởng của nó sẽ bắt đầu vào 1995 hay 1996, trước khi trái đất đổi trục. Nó sinh ở Hoa Kỳ, mẹ đẹp và giàu sang, cha có địa vị và tài năng. Antichrist tóc đậm, mắt xanh, da trắng, giọng nói trơn như lụa, phong thái uyển chuyển, tự tôn là đấng cứu thế. Sau lần đổi trục, Antichrist sẽ sống sót và lợi dụng thời điểm để quyến dụ dân số trong tình trạng sợ hãi, rối loạn, bảo rằng nó đang thanh lọc tội lỗi nhân loại và sửa soạn một kỷ nguyên mới tốt đẹp hơn. Không phải tất cả sẽ bị nó thu hút, nó sẽ loại trừ những người biết rõ chân tướng nó, nhưng chung cuộc, Antichrist sẽ bị xử tử. Đó là theo các dẫn đạo sư trong The World Before của bà Ruth Montgomery mà tình cờ tôi đọc được. Tôi thích những khởi điểm và chung cuộc, những cái đầu tiên và cuối cùng. Khoảng giữa dường như không quan trọng cho lắm. Lần đầu tiên khi tôi gặp hắn mà tôi để ý nhớ là hôm đám tang bà hầu tước Kay. Hắn đứng cách tôi vài người và hắn khóc. Với góc cạnh mà tôi nhìn hắn, mặt trời hoàng hôn làm tóc hắn vàng rực rỡ như hào quang và nước mắt lóng lánh như kim cương, đẹp lạ lùng. Lần đầu tiên tôi biết chúng tôi sẽ thành tình nhân là lúc hắn nâng ly rượu lên chúc mừng năm mới khi đồng hồ điểm chuông nửa đêm. Tôi bị thôi miên bởi bàn tay cầm ly rượu của Chris. Những ngón tay dài dài, thanh thanh, nâng giữ, siết nhẹ, vần vần thân ly. Rồi tôi cảm giác như thân thể mình đang lên cơn sốt và bàn tay đó xoa vuốt khắp cùng. Dầm. Lần đầu tiên hắn hay một người đàn ông khiến tôi ngạc nhiên là khi hắn kềm giữ không hưởng trọn tuyệt đỉnh khoái lạc ái ân. Hắn chỉ tới gần, rất gần thôi, cùng lúc vẫn cho tôi ngụp chìm hết đợt sống này tới đợt sống khác. Hắn bảo chỉ có con đường dẫn tới một cái gì đó, từ một cái gì đó mới là thú vị. Khúc giữa. Còn thì phải thay đổi, mình phải thay đổi một cái gì đó.
cắt tóc ngắn chăng? Thay đổi ngoại diện để tiện thể thay đổi nội tâm. Tốt hay xấu hơn thì không biết, nhưng mới. Thượng đế buồn cười ghê, mình nghĩ. Tự dưng rồi phân thân ra tỷ tỷ linh quang, để rồi trong bao nhiêu linh vật, sinh vật cưu mang, tiềm ẩn là một phần của Thượng đế. Những tàn lửa, những tiểu linh quang, lạc lõng như trong Chris, như trong mình. Một khởi điểm đầu tiên, rồi chừng nào mới chung cuộc. Hỡ Thượng đế đáng thương của con, hay người cũng như Chris, thích khúc giữa thôi. Những ý nghĩ bay vùng vụt, nối đuôi nhau, chồng chất lên nhau, cắt ngang nhau như một khối hỗn độn. Tôi hụp ngửa đầu xuống nước, nước nóng như nhiệt độ tỏa ra từ lực ma sát của những tế bào thần kinh truyền thông rối loạn. Tôi nhớ bức tượng đàn ông đàn bà bằng loại đá quý màu trắng chuyên chở từ Ý qua. Chris đã bán rồi, 4 con số 0 đằng sau chứ giỡn à, mà hắn còn ngần ngừ không muốn bán lúc đầu. Hắn nói tiền bạc không thành vấn đề, vì hắn thừa kế một gia tài đồ sộ. Điều thiết yếu là tác phẩm của hắn, kết tinh của một tâm ảnh và bao nhiêu mồ hôi công sức được tiếp nhận cách xứng đáng. Bức tượng khổ lớn như thật, có người đàn ông đàn bà lưng đau nhau, ngược chiều, để đầu người đàn ông chúi vào âm hộ và tóc người đàn bà che đầy kín hở, gợi tưởng tượng. Cánh tay họ thì nắm chân người kia, tạo thành vòng tròn âm dương ngộ nghĩnh. Tôi thích động tác người đàn ông chui đầu vào âm hộ hơn là cho lưỡi vào. Khi Chris đưa mẫu tượng nhỏ hỏi ý kiến tôi, vì cái thứ nhì thì thường thôi, nhưng cái thứ nhất, này nhé, từ âm hộ người đàn ông được sinh ra thì từ âm hộ người đàn ông trở về. Có một tí Oedipus Complex và nhiều kích thích hơn. Chris đồng ý. Mình thật sự nghi ngờ chân dung của Satan Lucifer, một thiên sứ quyền phép chỉ dưới Thượng đế, vì muốn được như Thượng đế nên nổi loạn, tạo thành lực tối của càn khôn vũ trụ. Đơn giản vậy ư? Có lẽ Thượng đế là tất cả lực sáng lẫn lực tối. Phải có lực tối chứ, để có sự phản động, kích động cần thiết cho những tiểu linh quang học hỏi, tiến hóa. Mục đích tối thượng là sự quy nhất của tỷ tỷ linh quang đó, thành một rồi thành không, khởi điểm. Biết đâu Lucifer lại chẳng nhận biết điều này rồi. Trời, nếu thật như vậy, đâu ai yêu Thượng đế bằng Lucifer. Yêu người tới nỗi chấp nhận làm lực tối, đối chọi, chiến đấu với lực sáng, chấp nhận là bóng đêm để những linh quang khác có được ánh sáng. Vì làm sao có ánh sáng nếu không có bóng đêm? Lucifer ơi, có phải ngươi yêu Thượng đế lắm không? Ngươi là một phần của người, phải không? Tôi vặn ít nước trong bồn lại, rồi ra tắt vòi hoa sen. Tiện, tôi chọn cuốn băng La Mer Debussy. Cho tôi hòa vào lòng đại dương của ông đi, Debussy, cho Chris nữa. Beverly. Beverly cũng là người mẫu và tình nhân của Chris. Nó làm kiểu cho đàn ông đàn bà đó. Nó lanh hơn tôi, có đầu óc kinh doanh tinh tế và tính tình cứng rắn, nhiều nghị lực hơn tôi. Nó có một thứ khác mà tôi muốn nữa, thiệt là lãng xẹt, là tấm trải giường bằng lông mink ở ngôi nhà tí hon dễ thương bên Saint-Tropez của nó. Không biết Chris có bao giờ anh là Antichrist với nó chưa? Nhiều khi mình thấy mình cô đơn dễ sợ. Mình nhắm mắt và với sự che đậy nhãn quan, mình thấy một hố trũng sâu tích tắp. Có lẽ ở tầng giới nào cũng có nỗi cô đơn riêng và sự vỗ về riêng. Hình như Chris là sự vỗ về của mình. Lâu lâu hố trũng có màu sắc, lâu lâu nỗi cô đơn mang lại lạc thú riêng tư. Mình muốn chứng nghiệm nỗi cô đơn của Thượng đế. Mình muốn gì ngay giây phút này? Mình muốn... mình muốn được giải thoát. Muốn giải thoát sự thăng hoa tâm linh. Đó là mục đích tối thượng tối yếu, là chân lý sống. Phải thăng hoa tâm linh để trở về hòa hợp cùng Thượng đế. Thượng đế. Lắm khi mình nghĩ Thượng đế cũng giống như sự thủ dâm chí thánh, một khối tròn tự xoay quanh nó để học hỏi, chứng nghiệm, để hưởng qua tất cả, để hưởng tất cả mọi trạng thái, cảm giác qua tất cả mọi linh vật, sinh vật. Ôi Thượng đế, Antichrist, nó có biết vai trò và số mạng của nó không? Và chấp nhận, nếu tôi được chọn làm Antichrist, Christ, linh căn tình yêu, thể hiện lực sáng đó sẽ trở lại với trái đất bằng thể xác con người. Ở xứ Đông Phương, có lẽ là Việt Nam. Việt Nam, tôi là ai?
tôi là ai. Một nụ hôn mềm trên môi cắt đứt dòng ý nghĩ. Tôi mở mắt. Con Beverly nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Mày làm gì ở đây sớm vậy? Bên ngoài trời mưa chưa? Tôi hỏi. Beverly nói muốn nhõng nhẽo với Chris, bắt hắn làm escort tới dự buổi tiệc ra mắt một phòng triển lãm nghệ thuật ở Newport Beach. Nhưng tao còn muốn tấm thẻ plastic của Chris để mua đồ bận cho tối nay. Dù gì cũng là dịp tốt để tao thương lượng coi họ có muốn trình bày tác phẩm của hắn không. Nhất là loạt series mày làm mẫu đó, Beverly nói. Chris chào vọng từ lầu ngủ, lồm cồm trên mớ mền gối, dụi mắt vào đầu, rồi hỏi bên ngoài trời có mưa không. Beverly cười. Tụi bay bộ chỉ nghĩ chuyện mưa gió thôi sao? Không, trời hôm nay dễ thương lắm. Dễ thương tới nỗi làm mày muốn dẫn tao đi dạo phố tiêu tiền đó, nghĩ sao hả Chris? Chris ậm ừ rồi trùm mình lại. Tôi hỏi chuyện qua loa, rồi làm bộ ngập ngừng, tính nửa nói nửa không để cho Beverly hỏi tới. Hắn bảo hắn là Antichrist đó, tôi thì thầm. Chà, chắc đêm qua hơi khác thường hả? Beverly nheo mắt, biểu môi, cười trêu. Ừ, hơi khác thường. Tôi gạt mồ hôi tưởng tượng trên trán, ra điệu mệt mỏi, rồi chọn một động tác tục hạng trung để con Beverly cười rú lên khoái chí. Tiếng cười của nó làm tôi cười theo. Cười vậy chứ nó vẫn thấy nét bất an trên mặt tôi. Còn chuyện gì nữa phải không? Beverly hỏi. Tôi vuốt má Beverly, hôn nhẹ môi nó, rồi trả lời như trút một gánh nặng. Cảm ơn mày đã hỏi, Beverly ơi. Tao nghĩ là tao yêu hắn mất rồi, làm sao đây? Beverly trố mắt nhìn, rồi ôm nhẹ đầu tôi vuốt ve, như tôi dự biết và mong đợi. Nghe lời Beverly, tôi làm một chuyến bay xa, tới tận Saint-Tropez tắm nắng và ở nhà của nó. Cũng vô ích vì lúc trở về cảm giác yêu Chris vẫn còn. Tôi tới thăm hắn giữa trưa, không gọi trước. Chris ngạc nhiên lắm khi thấy tôi mừng rỡ nữa. Hắn đang họa một mớ hình để học đường nét của tên người mẫu mới. Tên này có thân hình đẹp như tưởng, nhưng thô bỉ và nhìn không sang lắm. Tôi biết Chris thấy nơi đó điều mà tôi cũng thấy. Thân thể nó, khuôn mặt nó toát ra một nét đẹp đàn ông, tràn trề nhục dục. Cái quyến rũ mang giả của loài thú. Chris cho tên người mẫu về sớm. Hiện giờ, chúng tôi đang đối diện nhau. Em có lớp da rám nắng nhìn lạ lắm, đẹp lắm, Chris cất tiếng. Tới gần đây, Chris, em có một ngạc nhiên cho anh. Giọng tôi nửa khêu gợi, nửa thản nhiên. Khi Chris tới gần, tôi hạ thấp mí mắt xuống một tí, nhìn xa vời vợi vào thẳng mắt hắn và xuyên qua chúng, rồi. Chris, em là người đàn bà mặt trăng khuyết, phụ cận thứ 6 của Antichrist. Phản ứng lập tức của hắn là sợ hãi. Cái nhít cổ về phía sau khoảng một phân. Lớp vỏ tủ thế phủ kín những cử động nhỏ nhặt nhất trên gương mặt, trong mắt. Tôi vòng tay kéo đầu hắn xuống gần, môi sắp chạm môi, hơi thở hòa hơi thở. Chỉ sau khi tôi tháo chiếc khăn quàng cổ xuống cho con trăng nhỏ ngoan ngoãn tự do ngẩng đầu, thè lưỡi thám hiểm vùng vai người đàn ông, môi hắn mới mở nhẹ nụ cười. Rồi tham lam nuốt kín môi tôi. Ý nghĩ cuối cùng của tôi trước khi con trăng nhỏ với lớp da mát rượi kim khí xiết vòng cổ Chris và tôi, trước khi một con trăng nóng ẩm khác tìm kiếm phía dưới là cứu tôi.